nếu Saudin được tạo thành bởi một chuỗi đường thôi, Saudin là cái phần acetone gắn với một chuỗi đường đó, ha, được tạo thành bởi một chuỗi đường, thì người ta gọi lần lượt là với một chuỗi đường người ta gọi là monodemosic. Nếu Saudin gắn với hai chuỗi đường, bởi chuỗi là có nhiều đường hết em, à, thì là bidemosic. Còn Saudin gắn với ba chuỗi đường ở ba vị trí khác nhau, các vị trí khác nhau trên cái khung acetone của nó thì người ta gọi là G-demosic, ha, G-demosic. Được không nè? Ta gắn thành một cái chuỗi đường, nếu một chuỗi đường gắn vào saponin thì ta gọi là monodemosic. Hai chuỗi đường gắn ở hai vị trí khác nhau thì người ta gọi là D-demosic, ha. Còn nếu ba thì là G, ha. Rồi, nhưng mà thông thường mấy em cũng may mắn là thường là saponin chỉ có một chuỗi đường thôi. Ha, nên là mono đề mô tích thôi, ha. Thường gặp là một chuỗi đường. Rồi, đa số là đường liên kết với acetone, mà sẽ nói là oligosic. Oligosic thường là ở vị trí carbon mà có OH, carbon số 3 có OH, thường đường nó gắn vào vị trí đó, ha, là oligosic. Rồi, như nói lycosic đó, người thường bị thiết phân với acid và men, ha, bị thiết phân cắt hoặc đường viên và acetone viên đó, ha. Rồi, các saponin đó, mà được gắn với một chuỗi đường á, người ta gọi là monodemosic, thì có tính hóa quyết cao hơn là hai chuỗi đường, hơn là những cái saponin có hai chuỗi đường, ha, monodemosic thì có tính hóa quyết mạnh hơn là bidemosic, ha. Được không mấy em? Saponin gắn với một chuỗi đường thì có tính hóa quyết mạnh hơn là saponin gắn với hai chuỗi đường. Hai chuỗi đường ở hai vị trí khác nhau trên cái khung acetone của nó, ha. Rồi. Về tính chất nè. Đó là xong cái phần đường nha. Phần đường thì mấy em chỉ nhớ những cái ý cơ bản cô nói thôi, ha. Cô không có nói rõ cụ thể là đường gì đâu. Mà mấy em nhớ là thường là saponin được tạo thành bởi một chuỗi đường, ha, bởi một chuỗi đường là monodemosic, ha, và monodemosic cái nó có tính hóa quyết mạnh hơn bidemosic, ha, được chưa nè, ha, và phần đường chỉ yêu cầu nhiêu thôi, ha. Rồi, tính chất saponin thường có vị đắng, mùi nồng và gây hắt hơi, ha, hắt hơi rất là dữ dội ha em. Rồi, đa số saponin dưới dạng vô định hình tan trong nước và khó cắt tinh. Saponin không gì mà mình biết là nó ở dạng lycosic các em, nó tan được trong dung môi phân cực. Còn saponin là ngược lại, các em. Saponin là cái tính tan ngược lại với saponin. À. Nếu mà một cái chất nào đó kết tinh được thì nó ở dạng chẳng thấy lỏng hay chẳng thấy rắn em. Rắn, nha. Saponin rất là khó cắt tinh, nha. Khó trở thành chẳng thấy rắn, nha. Rồi, tính tan cái tiết nè, đây là nói chung nó là dạng lycosic này ha, saponin không là dạng lycosic nè. Tan nhiều trong cồn lỏng. Cồn lỏng là độ cồn thấp đó, có nhiều nước nó tương đối là phân cực đó, ha, dung môi tương đối phân cực đó nha. Rồi, tan nhiều trong cồn lỏng, ít tan trong những dung môi hữu cơ không phân cực nha. Như là hexan, benzen, metan, đó là những dung môi hữu cơ kém phân cực. Ngược lại, ha, các saponin thì có tính chất ngược lại với saponin. Saponin là tan tốt trong các dung môi kém phân cực và kém tan trong dung môi phân cực, có tính tan ngược lại với saponin thông thường. Rồi, saponin thường có khối lượng phân tử lớn nên khó bị hỏng tích qua màng bán thấm. Đa số saponin có khả năng bay cực. Rồi, điểm chảy của saponin thường cao từ 200 đến 300 độ C, đôi khi kèm theo sự phân hủy. À. Saponin bị thủy phân hoàn toàn khi đun với axit vô cơ. À. Bị thủy phân là gì em? Các phần đường viên hoặc acetone viên, à, nó bị thủy phân hoàn toàn. Nha. Rồi, thủy phân bằng axit mạnh mẽ nó sẽ tạo ra các saponin giả. Nha. Để mua được các saponin thật đó, người ta sẽ dùng phương pháp thủy phân bằng enzyme, giống như trường hợp của xăm á mấy em, của các
nhất chất Panax, Goto Panaxalion, Goto Panaxation trong nhân sâm á. Đó là những cái sabon về thiên thần nha, được thủy phân bởi men nha, để tạo ra các sabon về thiên thần. Còn nếu như thủy phân bằng axit nó sẽ tạo ra Panaxalion và Panaxation, đó là các sabon về thiên giả nha. Không có tác dụng dược lý nha. Rồi, tính đặc biệt của saponin, tính chất kế tiếp đó là tính tạo bọt nha. Rồi, saponin có khả năng tạo bọt bền khi lắc với nước nha. Cái phần này mấy em có thực tập rồi nha. Mấy em sẽ định tính cái khả năng tạo bọt của saponin nha. Rồi, tính tạo bọt mạnh yếu tùy thuộc vào cấu tạo hay là cấu trúc của saponin đó nha, tùy thuộc vào cấu trúc saponin, không có sự liên quan về tính tạo bọt và tính kháng huyết. Ví dụ saponin của loài catechholamine ostran có tính tạo bọt yếu nhưng tính kháng huyết rất mạnh, nó không có sự liên quan với nhau, không phải là tạo bọt mạnh thì là kháng huyết mạnh đâu nha, có khi là tạo bọt yếu nhưng mà kháng huyết mạnh, hoặc là tạo bọt mạnh nhưng mà kháng huyết yếu. Rồi mấy em chỉ nhớ là không có sự liên quan rõ ràng với tính tạo bọt và tính kháng huyết. Rồi, định nghĩa tính kháng huyết là gì? Là saponin làm vỡ hồng cầu nha, do kết hợp với cholesterol của màng hồng cầu làm mất tính đàn hồi nha, các bền vững và dễ vỡ, dễ vỡ hồng cầu, dễ vỡ màng hồng cầu. Rồi, không có sự khác nhau, không có sự khác biệt về tính kháng huyết giữa saponin di cạc đen và saponin di cạc đen nha, không có sự khác biệt rõ rệt. Tuy nhiên, cấu trúc ảnh hưởng đến tính kháng huyết. Saponin di cạc đen có nhóm OH và carbon số 16 là ở vòng nào mấy em? A, B, C, D. Vòng D đúng không? Thì có tính kháng huyết mạnh. Nếu mà ở carbon số 16 với các nhóm OH thì có tính kháng huyết mạnh. Và ớt đe quá nhóm COH hay là OH thì làm tăng tính kháng huyết. Rồi cái này mấy em xem qua thôi nha. Rồi, cấu tạo của phần đường ảnh hưởng đến tính kháng huyết. Nếu mà cái chuỗi đường mà không phân nhánh thì tính kháng huyết sẽ yếu hơn là chuỗi đường phân nhánh. Cái chuỗi có nhiều đường á, nếu có phân nhánh, có cái sự phân nhánh trên cái chuỗi đường đó thì tính kháng huyết sẽ tăng lên. Còn chuỗi đường mà chuỗi đường không trong không có phân nhánh á thì tính kháng huyết nó sẽ yếu hơn. Rồi, tính chất kế tiếp là tính tạo máu huyết cá và các động vật có máu lạnh. Thì giải thích là do saponin làm tăng tính thấp của biểu mô đường hô hấp nha, làm cá hấp chất điện giải. Rồi, người ta ứng dụng tính chất này để định tính và đánh giá saponin. Một số dược liệu chứa saponin dùng để làm thuốc cá. Thuốc cá là sao mấy em? Cho cá nó khi mà nó sai nha, nó mất cân bằng, có mình bắt nó dễ hơn nha, chứ không có làm nó chết nha. Rồi tính chất kế tiếp là tính tạo thuốc với cholesterol và các dưỡng chất bao beta hydroxysteroid khác. Thôi nói chung mấy em ơi, mấy em học những cái gạch đầu dòng thôi, cái giải thích mấy em học tập đi nha. Tính độc huyết cá, tính tạo thuốc của cholesterol nguyên nhân nha, mấy em đọc qua nha. Còn mấy cái sao cũng không có hỏi thi đâu nha. Rồi, ứng dụng vào định tính và định lượng saponin. Thứ nhất là định tính phản ứng tạo bọt nha. Định tính bằng phản ứng tạo bọt đó là định nghĩa chỉ số bọt là gì? Là số ml nước để mà tan một gam nguyên liệu để cho một cục bọt cao 1 cm sau khi lắc và đồng tiến hành trong điều kiện quy định. Cái này á, là mấy em có thực tập nha, mấy em pha lỏng như một giải ống nghiệm đó, mấy em pha lỏng và biết sẽ lắc theo quy định, ta kêu lắc mấy lần trong một giây hay một phút gì đó, mấy em lắc sau đó mấy em để yên 5 phút
và mấy em sẽ coi cái sau 15 phút thì sau thời gian quy định nó thì cái cột bọt nó cao 1 cm, là một là cái ống nghiệm nào thì mình sẽ lấy cái ống nghiệm đó mình ghi kết quả cái độ pha loãng nó như thế nào, thì khi được tập mình sẽ làm cụ thể. Cái này em chỉ xem qua thôi nha. Rồi chứng khoa quý cũng vậy, chứng khoa quý thì thực tập em không có làm, trong sách thì có, trong sách thực tập có, nhưng mà khi được tập cụ thể em không có làm cái này nha. Thì người ta định nghĩa chỉ số khoa quyết là số vi lít dung dịch điện cần thiết để hòa tan sâu nên có trong một lượng nguyên liệu gây ra sự khoa quyết đầu tiên và hoàn toàn đối với một thứ máu đã chọn tiến hành trong điều kiện quy định. Cái này mình cũng không có được tập luôn. Rồi phẩm tập huyết cá và cái chỉ số cá thì cái này các em xem qua. Định tính kế tiếp là phản ứng màu của sâu nhiên. Mấy cái này cũng không có dùng, nó mấy ít dùng lắm ha. Mấy em sẽ coi nè, phản ứng sơ bộ phân biệt sâu nên chi đẹp ben và sâu nên tê riết. Rồi phản ứng đầu tiên là phân ban cô đen ha, cho cắn vị trí cồn dược liệu ha vào hai ống nghiệm ha, vào hai ống nghiệm là cho đồng lượng mấy em nghe vị trí cồn đó đồng lượng ha, đồng lượng ví dụ trong đây ống nghiệm thứ nhất là em cho 50 lít dung dịch axit benzoic, ống thứ hai là 50 lít thuốc ha, cùng đồng độ ha, rồi mấy em cho vô 20 lít vị trí cồn bên đây thì bên đây cũng 20 lít ha, sau đó bịch và lắc mạnh theo quy định ha, sau đó quan sát sự tạo bọt. Nếu như bọt trong hai ống nghiệm bằng nhau tương đương nhau thì mình sơ bộ kết luận đó là sâu nên chi đẹp ben. Còn nếu như bọt trong ống kiềm á, ống chứa kiềm bằng cao hơn, ống chứa axit nhiều cao hơn nhiều thì mình